Chương 11. Xích bọ ngựa. Thời gian bí cảnh mở ra còn chưa đến mà xung quanh đã có đầy người đứng đợi, phần lớn là luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ, những tu sĩ kim đan kỳ trở lên thường sẽ không lãng phí thời gian ở những bí cảnh nhỏ nhoi không có nổi cái tên như thế này. Diệp Tố Ngự kiếm mang theo ba sư đệ muội đến khu vực phụ cận của bí cảnh, sau khi hạ kiếm bốn người cũng ngồi trên mặt đất cùng với các tu sĩ khác đợi cửa vào bí cảnh mở ra trong bí cảnh có linh khí, lại còn là miễn phí. Minh Lưu Sa, Tây Ngọc và Hạ Nhĩ chỉ còn thiếu một chút linh khí nữa là có thể đạt thành trúc cơ nên Diệp Tố mới quyết định bí quá hóa liều mang cả đám đến nơi này. Nàng lấy ra một sấp lá phù trống, dùng bút chấm lấy chu sa, lấy đất làm bàn, vẽ hết tờ này đến tờ khác. Kim cương phù, mê ngủ phù, tật tốc phù. Chỉ cần là phù chú hữu dụng thì nàng đều cố gắng vẽ ra càng nhiều càng tốt, sau đó phân cho sư đệ sư muội cách đó không xa có một tu sĩ ngồi đả tọa quan sát bọn họ thật lâu hắn nhìn diệp tố vẽ từ buổi tối vẽ đến hừng đông không nhịn được mà tiến đến hỏi đạo hữu đang vẽ phù sao diệp tố nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên nhìn là một tu sĩ khô gầy mặc hoàng bào đạo bào màu vàng trông nét mặt lấm la lấm lét không giống người tốt ta chỉ là tò mò hỏi một chút thôi không có ý gì khác đối phương gãi gãi mặt, phù này các ngươi có bán không? Ngươi muốn mua loại phù nào? Diệp Tố hỏi hắn. Tu sĩ khô gầy mặc hoàng bào lập tức nói, phù hộ mệnh hay phù công kích loại nào cũng được. Diệp Tố không tiếp lời, chỉ nhìn hắn chăm chăm. Tu sĩ khô gầy nhanh chóng nhích tới gần bọn họ, kích động nói, tán tu chúng ta mệnh thiệt là khổ, không có pháp bảo gì lợi hại, thực lực lại không cao, muốn đi vào bí cảnh một chuyến cũng là chuyện cửu tử nhất sinh. Bất quá, nếu đạo hữu có thể bán mấy tờ phù cho chúng ta thì thật là vô cùng cảm tạ. Chúng ta có tật tốc phù, mê ngủ phù, có tác dụng trong thời gian giới hạn 15 phút. Diệp Tố bỗng nhiên nói, "Muốn mua không? Có thể trước tiên cho ta xem hiệu quả của phù như thế nào được không?" Khô gầy tu sĩ mặc hoàng bào nỗ lực làm cho bản thân trở nên chính khí một chút. Diệp Tố thuận tay rút ra một tờ mê ngủ phù, quay đầu nhìn về phía các sư đệ sư muội, "Có thể." Minh Lưu Sa thấy thế trong nháy mắt liền muốn trốn sang bên cạnh, nhưng mà tốc độ của cậu chàng không nhanh bằng tay Diệp Tố, bị nàng chụp mê ngủ phù lên lưng, lại là để. Hắn kiên cường chống đỡ nói xong ba chữ mới nhắm mắt ngã xuống đất. "Phù này có tác dụng với tu sĩ cảnh giới nào?" khô gầy tu sĩ trong lòng kích động không thôi nhưng ngoài mặt cố gắng chấn định hỏi Diệp Tố. Ánh mắt của Diệp Tố dừng trên gương mặt lấm la lấm lét của hắn một lát mới lại hỏi, đạo hữu hiện giờ đang ở cảnh giới nào? Ta, không cao, chỉ mới chút cơ sơ kỳ mà thôi, ta đã tu luyện gần 50 năm rồi. Khô gầy tu sĩ xua xua tay, không có thiên phú gì. Ừ, Diệp Tố quá để ý mà ừ một tiếng, ngay sau đó hai ngón tay nhanh chóng kẹp mê ngủ phù phóng về phía hoàng bảo tu sĩ đối phương thập phần nhạy bén tốc độ nhanh gấp đôi minh lưu xa nhưng khi phóng mê ngủ phù diệp tố cũng đồng thời dán một tờ tật tốc phù lên bản thân đuổi theo hoàng bảo tu sĩ lại một lần nữa lấy ra mê ngủ phù dán lên người hắn thân thể khô gầy tu sĩ liền bất động nhanh chóng ngã xuống đất diệp tố cúi đầu nhìn người ngã lăn ra đất Đợi một lúc mới hảo tâm xé lá bùa xuống, chờ khô gầy tu sĩ tỉnh lại mới từ từ nói. Mê ngủ phù có tác dụng với tu sĩ ở giai đoạn luyện khí kỳ cùng trúc cơ sơ kỳ, tật tốc phù thì không giới hạn cảnh giới, vừa rồi ta đã dùng nó để đuổi theo ngươi. Hoàng bào khô gầy tu sĩ, Diệp Tố phe phẩy sắp mê ngủ phù cùng tật tốc phù, mua không? Đạo hữu. Hoàng bào khô gầy tu sĩ đứng dậy, "Mua." Ngươi có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu." Diệp Tố tiếp tục lắc lắc sắp bùa, 20 trung phẩm linh thạch một tờ. "Ngươi ăn cướp à?" Hoàng bào tu sĩ vẻ mặt khiếp sợ, phù chú cho cảnh giới trúc cơ của ngũ hành tông cũng chỉ mới 10 trung phẩm linh thạch một tờ. "Đạo hữu, ngươi ra giá, giá như vậy có chút thất đức đó. Có đáng giá 20 trung phẩm linh thạch hay không thì đạo hữu cũng đã chứng kiến hiệu quả của phù chú mà ta họa rồi." Diệp Tố làm bộ như muốn cất sấp phù đi, ở trong bí cảnh mệnh quan trọng hơn hay là linh thạch quan trọng hơn. Ấy ấy, đạo hữu, chúng ta thương lượng chút nhé. Hoàng bào tu sĩ không cam lòng nói. Động tác tay của Diệp Tố chỉ hơi hơi dừng lại, sau đó thẳng tay cất sấp phù vào túi chữ vật, xoay người quay lại chỗ sư đệ sư muội. Hoàng bào tu sĩ không nghĩ tới tiểu đạo hữu này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, bộ dáng mới rời sư môn không lâu thế mà lại hành sự dứt khoát như thế. Hắn vội vàng chạy theo kêu to, đạo hữu đạo hữu Hai mươi thì hai mươi. Diệp tố lúc này mới dừng bước chân, một lần nữa lấy ra sấp phù, đếm từng tờ, mê ngủ phù cùng tật tốc phù mỗi thứ một nửa, tổng cộng bốn mươi tờ, tám trăm trung phẩm linh thạch. Hoàng bào khô gầy tu sĩ xót xa lấy ra tám trăm trung phẩm linh thạch, hắn cảm thấy tim mình nhỏ máu, miệng lại không ngừng lại nhài thật sự luôn tiểu đạo hữu này phù này của ngươi bán quá mắc rồi may là gặp phải ta diệp tố cũng không bị bộ dáng này của hắn đả động mảy may vậy ngươi cứ đi chỗ khác mà mua hoàng bào khô gầy tu sĩ cầm lấy phù hậm hực rời đi minh liêu xa lúc này cũng đã tỉnh lại nhìn chằm chằm diệp tố trở lại chỗ cũ ngồi xuống tiếp tục vẽ phù đợi lát nữa cho đệ nhiều thêm mấy tờ phù Diệp tố đầu cũng không ngẩng lên nói với hắn. Cảm ơn đại sư tỷ. Minh Liêu Sa lập tức vứt sự bực dọc ra sau đầu, còn đắc ý nhướng mày với Tây Ngọc và Hạ Nhĩ. Tây Ngọc hừ một tiếng, cúi đầu lật đọc ngọc giản mà đại sư tỷ viết trước gió. Còn Hạ Nhĩ, cậu chàng còn đang bận chăm chú nhìn đại sư tỷ vẽ phù nên cũng chẳng để ý gì đến sự đắc ý của Minh Liêu Sa. Lại một ngày nữa trôi qua, Tây Ngọc đi dạo một vòng trở về nói, Đại sư tỷ, bọn họ đều nói bí cảnh có thể ngày mốt sẽ mở ra. Thời gian cửa vào bí cảnh mở ra trước nay đều không cố định, chỉ có một ít tu sĩ trình độ cao mới có thể loáng thoáng cảm nhận được dao động trong đó. Vậy chúng ta ít nhất còn phải ở ngoài này đợi hai ngày nữa. Hạ nhĩ chống cằm nói, nhưng đệ cũng nghe nói thời gian bí cảnh đóng lại cũng không cố định lỡ khi chúng ta ra đến lại lỡ mất tỉ thí của phá nguyên môn thì làm sao bây giờ? Thời gian tồn tại của tiểu bí cảnh sẽ không quá một tháng. Diệp Tố trước đó đã hỏi thăm qua. Nàng giơ tay ấn ấn huyệt thái dương, vẽ phù chú một ngày một đêm, lúc này linh phủ của nàng đã trống không. Linh lực khô cạn đối với tu sĩ mà nói là một tình trạng thập phần không thoải mái. Nhưng Diệp Tố cũng đã sớm quen, lực chú ý của nàng lúc này lại đặt trên cây bút. Bút này quá bình thường lại bị dùng để vẽ phù trong thời gian dài, vừa rồi đã trực tiếp gãy nát. Cũng may nàng có chuẩn bị bút dự phòng. Phù, chú, chắc, cũng, đủ, rồi. Minh Lưu Sa ngồi xổm bên cạnh Diệp Tố, nhìn từng sấp từng sấp phù chậm gì gì nói. Trong bí cảnh không an toàn, vẽ nhiều một tờ là an toàn thêm một phần. Diệp Tố vừa dứt lời thì từ nơi xa đột nhiên nổi lên tiếng ồn ào xôn xao. Các tu sĩ vốn đang ngồi yên đả tọa chờ đợi nay đột nhiên sôi nổi đứng dậy, nhóm Diệp Tố đứng xa bên ngoài nên cũng không rõ lắm tình huống, chỉ thấy các tu sĩ liều mạng chen lên phía trước. Lúc này rốt cuộc có người hô một tiếng với nhóm người đang đứng ngoài, cửa vào bí cảnh mở ra trước dự đoán rồi. Đại sư tỷ, Tây Ngọc quay đầu nhìn Diệp Tố. Diệp Tố cầm phù phân cho ba người bọn họ, chúng ta cũng đi vào. Thời gian cửa vào bí cảnh mở ra không dài, các tu sĩ chen nhau mà vào, thậm chí không ít người đã động thủ đánh nhau. Tiểu sư huynh, làm sao vậy? Ở trước cửa vào bí cảnh, Tuấn Mỹ thiếu niên thu hồi dư quang, chắc là nhìn nhầm rồi, ở đây có quá nhiều tu sĩ mặc đạo bào màu đen, không có việc gì. Hai người đạp chân nhảy về phía trước, trong nháy mắt liền biến mất ở đằng xa Diệp Tố duỗi tay nắm lấy sư đệ sư muội, trên lưng dán một tờ tật tốc phù, nhanh chóng len qua đám người, chạy nhanh về phía lối vào bí cảnh. Minh Lưu xa bị Tây Ngọc và Hạ Nhĩ mỗi người một bên cắp nách lôi ngược đi, lưng hắn quay về phía trước, cảm nhận được gió thổi qua mặt, dầu dĩ nói, đại sư tỷ dùng tật tốc phù càng ngày càng thuận tay. Đại sư tỷ một kéo ba, rốt cuộc ngay trước thời khắc bí cảnh đóng lại, vọt vào được bên trong. Mọi người chỉ cảm thấy không gian xung quanh vặn vẹo sau đó trong nháy mắt đã thấy bản thân ở một địa phương khác. Cách đó không xa là một khu rừng xanh um tươi tốt, gió nhẹ thổi qua, tiếng lá xào xạc, hình như có cả tiếng người. Diệp Tố vừa tiến vào liền cảm nhận được linh khí nồng đậm, linh phủ vốn khô cạn không tự chủ mà bắt đầu hấp thu linh khí chuyển hóa thành linh lực, nhưng nàng lại không lo cho bản thân mà xoay người nói với sư đệ sư muội. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ để tu luyện, lần này là cơ hội để ba đứa tiến vào trúc cơ. Ba người chỉ còn thiếu một chút linh khí hỗ trợ là có thể đạt thành trúc cơ, hiện tại trong bí cảnh linh khí dư thừa, đồ miễn phí thì phải tận dụng, còn những đồ vật khác trong bí cảnh thì cứ để từ từ tính sau. Bốn luyện khí sư, thân vô pháp bảo, lại không có kiếm tu hộ vệ, chỉ vì muốn đột phá cảnh giới mà cứ như vậy tùy tiện tiến vào bí cảnh. Nếu Vu Thủ vệ biết được cách làm của bọn họ chỉ sợ sẽ trầm mặt hô một tiếng hoang đường. Nhưng đại sư tỷ của nhóm hoang đường giờ phút này đã mang sư đệ sư muội đến một khu vực có địa thế cao một chút, các đệ ở đây hấp thu linh khí, ta sẽ canh giữ ở bên cạnh. Minh Lưu Sa, Hạ Nhĩ và Tây Ngọc ngồi đối lưng với nhau đả tọa, tay để trên đầu gối, lòng bàn tay hướng lên trên, linh khí ở phụ cận không ngừng chảy về phía này đột phá cảnh giới đối với người tu đạo mà nói cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần một chút sơ ý nhỏ cũng có thể khiến linh lực chảy ngược, thậm chí là nổ tan xác mà chết, thế nên Diệp Tố không dám thả lỏng một chút nào. Để phòng ngừa có tu sĩ hoặc thứ gì đó trong bí cảnh xuất hiện quấy dày, nàng lấy ra một sấp kim cương phù rán vòng quanh ba người, trước người, sau lưng, trên đầu chỗ nào nàng cũng rán, chỉ còn thiếu rán lên mặt bọn họ nữa mà thôi. Vài canh giờ trôi qua, trên đỉnh đầu ba người cơ hồ cùng lúc xuất hiện lốc xoáy linh khí, không ngừng đổ vào linh phủ của họ, thậm chí ảnh hưởng đến Diệp Tố bên cạnh. Nàng tiến vào trúc cơ đã hơn nửa năm, hiện giờ trong linh phủ tràn đầy linh khí, nhanh chóng chuyển hóa thành linh lực, cảnh giới của nàng vậy mà cũng ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Diệp Tố dùng toàn lực áp xuống linh khí trong linh phủ, củng cố lại cảnh giới, đứng ở đối diện chờ ba người thành công đạt được trúc cơ lại hơn nửa canh giờ nữa trôi qua ba người rốt cuộc có động tĩnh lục hợp tứ hải linh lực kinh du trúc cơ thành lập linh phủ hiện hình tây ngọc mở mắt ra cúi đầu nhìn bụng của mình cảm thấy có chút không quen ngẩng đầu nói đại sư tỷ hình như muội có linh phủ rồi có linh phủ chính là trúc cơ đã thành công diệp tố cười nói quay đầu nhìn minh lưu xa cùng hạ nhĩ hai đệ thì thế nào để cũng chúc cơ thành công. Hạ nhĩ hưng phấn nói. Minh Lưu Sa tuy rằng cao hứng, nhưng vẫn quăng từng chữ, để cũng thành. Bí cảnh này quả nhiên không vào nhầm, ba người họ sau khi chúc cơ thành công sẽ có thể bắt đầu luyện chế pháp khí trình độ càng cao hơn nữa. Đại sư Tỷ, để ba đứa muội ở bên cạnh thủ, Tỷ tu luyện đi, nói không chừng có thể đột phá. Tây Ngọc nói, đúng vậy, linh khí trong bí cảnh nhiều như vậy không thể lãng phí hạ nhĩ liên tục gật đầu minh lưu sa là người đầu tiên đứng dậy chuẩn bị nhường vị trí cho đại sư tỷ suỵt diệp tố khom lưng giơ tay ý bảo minh lưu sa đừng manh động nàng hất đầu về phía sườn núi ra hiệu nàng vừa rồi nghe thấy có động tĩnh gì đó tây ngọc cùng hạ nhĩ trong nháy mắt cũng đứng dậy cong lưng đi theo đại sư tỷ bốn người lặng yên không một tiếng động bò lên sườn núi trên cao, nấp vào một phiến đá nhìn xuống. Đằng xa có hai kiếm tu đang đánh nhau với một con xích bọ ngựa, con bọ ngựa đó cao khoảng chừng một mét, dài hai mét, đôi mắt kép lồi màu xanh lục, chi trước của nó màu đỏ thẩm chuyển sang tím, trên đó có một hàng răng cưa cứng rắn, cuối răng cưa còn có móc câu giúp chúng nhanh chóng leo lên mọi địa hình. Đôi cánh cũng một màu đỏ tím bao lấy toàn bộ thân thể, phần bụng to lớn. Một người kiếm tu không tránh được công kích của xích bọ ngựa, muốn dùng kiếm cản lại chi trước của nó. Chi trước của xích bọ ngựa không khác gì một thanh đại đao, bổ thẳng xuống người kiếm tu nọ, chặt đứt thanh kiếm hắn dơ lên cản, thuận thế trẻ xuống thân thể của hắn, trực tiếp trẻ hắn ra làm đôi. Kiếm tu mặc lục bào còn lại thấy thế nhân cơ hội chui vào từ phía sau sườn, muốn công kích vào vùng bụng của nó nhưng đáng tiếc bị xích bọ ngựa phát hiện. Xích Bọ Ngựa nhanh chóng lui về phía sau, giơ lên chi trước còn lại, vừa nhanh vừa tàn nhẫn chém xuống Lục Bảo Kiếm Tu. Thời khắc mắt thấy sắp bị Xích Bọ Ngựa chém làm đôi thì bỗng Kiếm Tu thấy quanh thân nổi lên một tầng kim sắc nhàn nhạt, nhờ vậy trong nháy mắt Kiếm Tu có thể chạy trốn. Nhưng mà Xích Bọ Ngựa không định cứ thế mà buông tha Kiếm Tu này, nó đuổi theo Lục Bảo Kiếm Tu không ngừng tung ra công kích. Hạ Nhĩ quỳ dạp sau phiến đá, rốt cuộc nhớ ra vì sao lục bào kiếm tu đang chạy thục mạng phía dưới nhìn có chút quen mắt. Hắn quay đầu nhỏ giọng nói với Diệp Tố, đại sư tỷ, người đó có phải là đạo hữu đầu tiên mua phù của chúng ta hay không? Đúng vậy, Diệp Tố bỗng nhiên đứng dậy, chuẩn bị. Minh Lưu Sa đẩy hạ nhĩ ra, bản thân thì nhanh chóng đứng vào vị trí mà đại sư tỷ có thể rỗi tay ra kéo lấy. Quả nhiên, ngay sau đó Diệp Tố liền duỗi tay kéo lấy hai sư đệ muội gần bên người nhất Hạ Nhĩ vẫn còn chưa kịp phản ứng lại tất cả lực chú ý của cậu nhóc vẫn đang đặt trên người lục bào nữ kiếm tu chạy a Tây Ngọc vừa kéo tứ sư đệ vừa hô Diệp Tố dán tật tốc phù lên người lại một lần nữa một kéo ba muốn rời khỏi hiện trường đánh nhau nhưng mà xích bọ ngựa nó biết bay đạo hiểu đạo hiểu Thật là các người. Lục bào nữ kiếm tu vốn còn tưởng là ảo giác của bản thân. Liều mạng chạy tới mới phát hiện thật sự chính là nhóm đạo hữu lúc trước bán phù ở định Hải Thành. Người đừng có chạy về phía chúng ta. Tây Ngọc đều không rảnh lo cho dung nhan của bản thân. Chúng ta cũng không phải kiếm tu. Lục bào nữ kiếm tu ở xa xa sau khi nghe rõ cũng ngượng ngùng hô lại. Xin lỗi, ban đầu ta không biết các ngươi thật sự ở đây. Muộn rồi, nó đã phát hiện chúng ta diệp tố quay đầu nhìn xích bọ ngựa bay đến ngày càng gần bỗng nhiên dừng chân nói với hạ nhĩ tứ sư đệ kiếm hạ nhĩ lập tức lấy kiếm ra từ trong túi càn khôn đưa cho diệp tố diệp tố đứng lên thân kiếm điều khiển nó bay lên lại nói với lục bào nữ kiếm tu phiền đạo hữu yểm trợ cho ta lục bào nữ kiếm tu tuy trong lòng có nghi vấn nhưng lúc này không có chỗ cho bất kỳ sự do dự nào nàng huy kiếm cố ý tấn công xích bọ ngựa muốn hấp dẫn lực chú ý của nó diệp tố ngự kiếm bay đến điểm mù của xích bọ ngựa bắt đầu điên cuồng ném mê ngủ phù mê ngủ phù này có tác dụng với tu sĩ nhưng không biết có hiệu quả với yêu thú hay không nhưng diệp tố cũng chỉ có thể căng ra đầu mà ném nếu không chỉ sợ bọn họ sẽ thành bữa cơm chiều trong miệng con yêu thú này mất. Bọ ngựa một khi xích hóa, màu của thân thể dần biến thành màu tím, thì cảnh giới thấp nhất cũng phải tương đương với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, con xích bọ ngựa trước mặt này chi trước của nó đã xích hóa toàn bộ, thực lực của nó ít nhất cũng phải bằng tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. 5 tờ, 10 tờ. Diệp Tố ném ra 20 tờ mê ngủ phù thì cánh của xích bọ ngựa rốt cuộc mới hạ xuống rũ trên mặt đất. Lúc này nó rốt cuộc phát hiện sau lưng có người, quay đầu dơ lên chi sau muốn tấn công nàng. Diệp Tố đã sớm có chuẩn bị, hai ngón tay kẹp hai tờ kim cương phù dán lên người mình, chống đỡ công kích của xích bọ ngựa. Lúc này, lục bào nữ kiếm tu vọt tới, đôi tay nắm chặt lấy kiếm, cắm thẳng vào đầu xích bọ ngựa. Ba người đứng ở xa vẫn luôn khẩn trương từ nãy đến giờ rốt cuộc có thể thở dài một hơi nhẹ nhõm đại sư tỷ, tỷ không sao chứ? Hạ nhĩ chạy đến hỏi. Diệp tố xua tay, ta không sao. Tây Ngọc thì đưa cho Diệp Tố chiếc gương nhỏ, cho đại sư tỷ sửa sang lại dung nhan. Chỉ có Minh Lưu Sa nhỏ giọng nhắc nhở, tài, liệu. Diệp Tố nhìn về phía lục bào nữ kiếm tu vẫn còn đang nửa quỳ trước xác của xích bọ ngựa. Đạo hữu, chi trước của xích bọ ngựa có bán không? vừa rồi nếu không phải nhờ ngươi ta cũng giết không được nó, hơn nữa thiếu chút nữa làm liên lụy các ngươi. Lục bào nữ kiếm tu rút kiếm đứng lên, con xích bọ ngựa này thuộc về các ngươi. Diệp tố ngược lại không vội muốn xích bọ ngựa mà lại hỏi tiếp, đạo hữu tới bí cảnh này làm gì? Lục bào nữ kiếm tu lau sạch máu trên mặt, luyện kiếm, thuận tiện kiếm chút linh thạch mỗi khi ra khỏi bí cảnh sẽ có không ít các tài liệu hành đứng đợi ở bên ngoài để thu mua yêu thú cũng như các loại thiên địa linh thực, không ít tán tu là dựa vào cách này để kiếm sống. Đạo hữu người có muốn hợp tác với chúng ta không? Diệp Tố hỏi, ta ra phù, người xuất kiếm, tài liệu tìm được mỗi bên một nửa. Bí cảnh quá nguy hiểm, nàng biết vẽ phù chú cũng vẫn chưa đủ, bọn họ cần một kiếm tu lục bào nữ kiếm tu không hề do dự mà đáp ứng ngay, được. Tác giả có lời muốn nói. Trưởng môn ở nơi xa, một đám nghiệt đồ. Tuổi trẻ không biết tiết kiệm phù. Chương 12 Luyện khí nghiệp lớn Lục bào nữ kiếm tu tên là Lữ Cửu, là một tán tu không môn không phái, tuổi chừng 30, cảnh giới đang ở trúc cơ trung kỳ. Tuy rằng về mặt tuổi tác lớn hơn bọn họ nhưng ở tu chân giới này tu sĩ dưới trăm tuổi thì đều được xem là người trẻ tuổi. Sau khi hai bên quyết định hợp tác, Diệp Tố cùng sư đệ sư muội vây quanh xích bọ ngựa, bình phẩm, nó từ đầu đến đuôi. Chi trước đã hoàn toàn xích hóa, mặt trên có răng cưa sắc bén, ở cuối răng cưa còn có móc câu nhỏ. Tây Ngọc khom lưng gõ gõ chi trước của xích bọ ngựa, thích hợp dùng để luyện đao. Đáng tiếc là đầu đã bị kiếm đâm thủng, bằng không lấy nó để luyện chế giáp hộ thân cũng không tồi. Hạ nhĩ đi vòng sang bên cạnh, nâng lên cánh trước của xích bọ ngựa, lớp cánh trong vừa mỏng vừa nhẹ, màu dần về đuôi cánh cũng đỏ tím dần, có thể dùng để luyện chế lưới săn. Bên này Minh Lưu Sa cũng chui vào dưới bụng xích bọ ngựa, lấy ra một thanh trùy thủ cắm vào một nhát rồi ngay sau đó lấy ra một chai đựng chất nhầy từ vết đâm chảy ra. Diệp Tố đứng bên cạnh giải thích cho Lữ Cửu, đó là xích dịch, dùng để miêu tả hoa văn trên pháp khí, lấy ngay tại chỗ sẽ có hiệu quả tốt nhất. Lữ Cửu như đang nghe tiếng trời. Thường thì nàng sẽ thu xác yêu thú vào trong túi cản khôn, chờ sau khi ra khỏi bí cảnh sẽ trực tiếp bán cho tài liệu hành, nào có gặp qua tình cảnh như thế này bao giờ. Các ngươi còn hiểu mấy thứ này à? Gần bằng với luyện khí sư của mấy tài liệu hành rồi. Lữ Cửu nói với Diệp Tố: "Chúng ta chính là luyện khí sư." Diệp Tố nghiêng đầu tùy ý nói: "Mấy thứ này cần phải nắm rõ." Nói đúng hơn là bởi vì Thiên Cơ môn không có bao nhiêu tài liệu nên các đệ tử chỉ có thể cả ngày dựa vào gặm thư tịch để giải tỏa khát vọng luyện chế pháp khí. Lữ Cửu: "Các ngươi?" Lữ Cửu nhìn nhóm Diệp Tố thật lâu, rốt cuộc nhịn không được mà hỏi ra nghi hoặc trong lòng: "Không phải là phù sư sao?" Lúc bọn họ đối phó với xích bọ ngựa, vừa ra tay đã quang ra nhiều phù chú như thế, hơn nữa nàng còn từng chính mắt nhìn thấy Diệp Tố vẽ phù, mà cũng không đúng, lúc nãy Diệp Tố còn ngự cả kiếm. Lữ Cửu hoàn toàn hồ đồ. Không phải, đó chỉ là nghề tay trái để mưu sinh thôi. Diệp Tố chỉ vào chính mình cùng sư đệ sư muội, chúng ta đều là luyện khí sư chân chính đấy. Lữ Cửu trầm mặc, chỉ là nghề tay trái để mưu sinh thôi các phù sư cực nhọc khổ luyện vẽ phù chú nghe được lời này chắc sẽ khóc thành một dòng sông mất. Đại sư tỷ, kế tiếp chúng ta đi đâu? Tây Ngọc thu xích bọ ngựa vào túi cản khôn, cùng với Minh Lưu Sa và Hạ Nhĩ bước về phía Diệp Tố. Diệp Tố nghĩ nghĩ nói, xích bọ ngựa thường sinh sống ở gần nơi có Nguyệt Thảo, Nguyệt Thảo có thể dùng để luyện đan. Lữ cửu trận mắt không tin được, chẳng lẽ ngươi còn hiểu về luyện đan? Lữ Đạo Hữu nói đùa, "Ta chỉ là thấy qua trên sách mà thôi, nguyệt thảo là tài liệu mà đan tu thường dùng, ta định hái một ít đem ra ngoài bán lấy tiền." Diệp Tố một lần nữa nhắc lại, nghiêm túc nói, "Luyện khí mới là nghiệp lớn của bọn ta." Lữ Cửu mang bọn họ đến nơi ban đầu gặp phải xích bọ ngựa, Diệp Tố lần theo dấu vết, quả nhiên tìm được một mảnh nguyệt thảo không nhỏ. Nguyệt thảo thân màu tím nhạt, là một loại linh thảo đan tu thường dùng chỉ sinh trưởng trong các loại bí cảnh. Nhưng bí cảnh lớn bé đều có nên không tính là dược liệu quý hiếm gì. Bất quá đối với Diệp Tố mà nói có thể kéo một chút lông dê thì được chút nào hay chút đó, dù sao đồ trong bí cảnh đều là vô chủ. Phải dùng lưỡi hái chuyên dụng mới cắt được. Hạ Nhĩ ngồi xổm xuống, quan sát dễ của Nguyệt Thảo rồi nói với mọi người. Tây Ngọc nhấc tay, muội không có lưỡi hái. Minh Lưu xa chậm gì gì nói, để cũng không có diệp tố nhìn lướt qua chung quanh phiền lữ đạo hữu ở đây canh gác cho chúng ta một chút lữ cửu tất nhiên là không chối từ nàng rất tò mò hỏi các ngươi muốn làm gì luyện lưỡi hái từ lòng bàn tay diệp tố hiện ra một luồng linh hỏa cùng lúc đó trong tay ba người còn lại cũng toát ra linh hỏa minh liêu sa thậm chí còn cố ý làm linh hỏa của mình chạy một vòng tròn ai nấy cũng đều biết chơi lửa giỏi nhất chính là đan tu và luyện khí sư lữ cửu ngậm lại miệng đang không ngừng há hốc nãy giờ lúc này nàng mới có cảm giác những người này thật sự là luyện khí sư luyện lưỡi hái không cần quá nhiều kỹ xảo so với luyện pháp khí đơn giản hơn nhiều diệp tố thậm chí có thể luyện hai thanh lưỡi hái cùng lúc linh khí trong bí cảnh dư thừa linh hỏa của bốn người so với trước kia càng mạnh mẽ chưa đến một khắc đã có thể luyện xong huyền thiết thành lưỡi hái. Diệp Tố giơ tay tiếp lấy hai thanh lưỡi hái trong không trung, đưa một thanh cho Lữ Cửu, Lữ Đạo Hữu mời. Vì thế năm người mỗi người tay cầm một lưỡi hái, vùi đầu cắt lấy cắt để nguyệt thảo. Mà giờ phút này, ở những nơi khác trong bí cảnh các tu sĩ sớm đã đánh nhau đến tối tăm mặt mũi. Sau khi năm người cắt xong nguyệt thảo, Đoàn người tiếp tục đi về hướng ngược lại với khi đến, trên đường gặp được mấy đầu yêu thú, đều là cảnh giới trúc cơ trung kỳ hoặc hậu kỳ, Lữ Cửu cầm kiếm đối phó bọn chúng trong khi Diệp Tố cùng các sư đệ muội phụ trách âm thầm ném phù đánh lén, mọi chuyện cũng khá thuận lợi. Bầu trời trong bí cảnh hết tối rồi lại sáng, đoàn người đi không tính là quá chậm, năm người cơ bản không hề dừng lại nghỉ ngơi chút nào. Đại sư tỷ, nhìn kia. Hạ Nhĩ chỉ về phía trước, là một phủ đệ bỏ hoang. Diệp Tố nhìn theo hướng tay hạ nhĩ, cách đó không xa có một phủ đệ đã sụp xuống hơn phân nửa, mơ hồ có thể nhìn ra trong quá khứ đã từng rất rộng lớn. Nói chung trong bí cảnh từ trước đến nay chỉ cần là địa phương có người từng trụ qua chắc chắn sẽ có các đồ vật như pháp bảo, linh đan v.v. V. tất nhiên cũng có khả năng đã bị tu sĩ tiến vào trước đó cầm đi rồi. Qua đó nhìn thử xem, Diệp Tố nói đoàn người bước nhanh đi về hướng phủ đệ bỏ hoang, vừa mới vào cửa linh khí chung quanh liền bắt đầu vạn vẹo. Phế tích lúc nãy thấy từ đằng xa nay đã biến mất tâm, Diệp Tố quay đầu đánh giá xung quanh, phát hiện ra giờ đây bọn họ đang đứng trong một huyện động tối tăm ẩm ướt. Là cảnh trung cảnh, thời gian rèn luyện của lữ cửu so với bọn họ dài hơn, trong nháy mắt đã phản ứng lại. Cảnh trung cảnh, có phải hay không càng nguy hiểm? Hạ nhĩ nghe vậy hỏi lại. Đúng vậy, nhưng bên trong có khả năng có bảo bối. Lữ cửu nắm chặt kiếm, cảnh giác nhìn chung quanh, ta cũng chỉ là nghe người ta nói qua, có vài đại năng sẽ cố ý đem những đồ vật mà bản thân lưu lại đặt trong những bí cảnh tầm thường. Tây Ngọc lắc đầu, việc đó hẳn là không có khả năng, chúng ta tiến vào quá dễ dàng. Có lẽ có đại năng muốn toàn bộ tu sĩ tiến vào phải bỏ mạng lại đây. Minh Lưu xa chậm gì gì nói. Diệp Tố nhìn đảo qua một lượt dấu vết trên vách huyệt động, khom lưng sờ soạn trên mặt đất, đầu ngón tay dính lên vết máu, có người khác đã tiến vào không lâu trước đây. Vài người thử lại lối vào cũ nhưng nó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vách đá cứng ngắc. Không còn cách nào khác đoàn người chỉ còn cách tiếp tục đi về phía trước. Lữ cửu là kiếm tu, là lực công kích duy nhất trong năm người, nàng chủ động đi ở phía trước, mọi người còn lại bám theo sau. Đi được một đoạn thì phía trước đột nhiên hiện ra ba lối đi rộng rãi, Lữ Cửu quay đầu hỏi, Diệp Đạo Hữu chúng ta đi lối nào? Ba lối đi này căn bản nhìn không ra được chúng có gì khác nhau. Diệp Tố vốn định tùy ý chỉ đại một đường thì bỗng nhiên nghe thấy từ lối đi bên phải truyền đến tiếng nhạc quen thuộc. Đại sư Tỳ, hình như là thương trận của vô âm tông. Hạ nhĩ nghe ra được. Vô âm tông. Vậy là Ninh Thiển Giao cùng Dịch Huyền cũng ở bên đó. Theo định luật vai chính, ngã rẽ này có lẽ có nguy hiểm nhưng nhất định có cơ duyên hoặc thứ tốt. Tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội hẳn là cũng ở đó. Nếu bọn họ gặp nguy hiểm, chúng ta thân là sư huynh sư tỷ nên đến tương trợ. Diệp Tố từ ngữ nghiêm chính nói. Lữ cửu nghe xong lời nói của nàng đột nhiên trong lòng sinh ra một nỗi cảm động, đây chính là tình nghĩa tông môn mà tán tu không cách nào có được đó sao đoàn người xoay người đi vào lối đi bên phải đi được nửa đường lữ cửu nghe thấy ở sau lưng tây ngọc nhỏ giọng hỏi diệp tố đại sư tỳ lát nữa chúng ta phải làm gì chắc là phải liều mạng đi cứu tiểu sư đệ tiểu sư muội của bọn họ lữ cửu nghĩ thầm lát nữa nhìn khắp nơi xung quanh xem có bảo bối gì hay không liền chộp lấy mang đi Diệp Tố còn cẩn thận dặn dò, đừng nổi lên tranh chấp với tu sĩ khác, nếu phải đánh lên tới thì dùng mê ngủ phù ném vào mặt chúng, nếu gặp phải yêu thú thì phải mau chạy, vừa chạy vừa dùng kim cương phù phòng thân rõ chưa? Lữ Cửu đi đằng trước. Không phải nói là đi cứu tiểu sư đệ tiểu sư muội sao? Càng đi về phía trước thì tiếng nhạc cũng càng lúc càng lớn, rõ ràng là âm thanh dễ nghe nhưng càng nghe lại càng thấy không thoải mái. Đây chính là bản lĩnh của Âm tu, Âm tu lợi hại thậm chí có thể giết người chỉ với một âm. Khi bọn họ hoàn toàn đi ra khỏi lối đi thì mới phát hiện bên trong lại là một vùng trời mới, là một huyệt động cao chừng 10 trượng, trên cao là từng tầng đài tròn, ở dưới cùng là một dòng nước chảy, sáp đèn bất diệt nối nhau lơ lửng trong không trung, chiếu sáng rõ ràng thi thể các tu sĩ cùng yêu thú trên mặt đất. Các đệ tử Vô Âm Tông đứng trên đài cao nhất, mỗi người đang cầm pháp khí của bản thân hoặc thổi hoặc đàn không ngừng tấu lên một khúc thương trận nhưng đứng đối diện bọn họ là năm sáu người rõ ràng là cao thủ trúc cơ hậu kỳ nét mặt bọn họ rất nhẹ nhàng trong khi bên này dẫn đầu là tân hâm lỗ tai cũng đã đổ máu không riêng gì trên đài cao nhất toàn bộ huyệt động đều đang đánh nhau tu sĩ đánh yêu thú tu sĩ đánh tu sĩ đạo hữu mê ngủ phù có muốn mua hay không một trăm trung phẩm linh thạch một tờ còn có tật tốc phù không giới hạn cảnh giới người xem tốc độ của ta có nhanh không chính là do dùng phù này đấy diệp tố ánh mắt đầu tiên liền thấy được hoàng bảo khô gầy tu sĩ hắn quen thuộc mà chạy qua chạy lại những chỗ đang có giao tranh đi đến đâu cũng đều không ngừng trào bán lá phù trong tay đạo hữu phù chú có giá nhưng sinh mệnh vô giá a à. chỉ 100 trung phẩm linh thạch thôi là ngươi có thể làm yêu thú trước mặt hôn mê ngay mua một tờ thử xem Diệp Tố quay đầu lại nhìn Minh Lưu Sa, hắn ta còn dẻo miệng hơn cả đệ. Minh Lưu Sa, tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội ở đằng kia. Tây Ngọc mắt sắc, nhìn thấy dịch huyền đang đứng trên một đài cao, hắn một tay nắm kiếm tre trước người ninh thiển giao. Đó chính là sư đệ sư muội của các ngươi. Lữ cửu là kiếm tu, đánh nhau như cơm bữa, dễ dàng nhìn ra được miêu nị trong đó. Mấy tên kiếm tu lợi hại đều đang vây quanh bọn họ, chắc là họ đang cầm thứ gì đó. Diệp Tố nghe vậy nghiêm túc nhìn kỹ lại, kiếm thuật của tiểu sư đệ vẫn vậy, chỉ dựa vào bản năng huy kiếm ngăn cản, hai gã kiếm tu đối diện vô luận là kiếm thuật hay thân pháp đều mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Đạo bào màu đen trên người Dịch Huyền đã không còn chỗ nào lành lặn, lộ ra áo trong màu trắng nhưng cũng đã nhiễm đỏ máu ninh thiển giao vài lần tiến lên muốn chống đỡ thế tấn công của kiếm tu đối diện nhưng đều bị hắn kéo lại hộ ở sau người cứ như vậy kẻ tiến lên người kéo lại vết thương trên người dịch huyền lại tăng lên không ít diệp tố dương trưởng lão chỉ có tiểu sư muội là thân truyền đệ tử duy nhất thứ gì tốt cũng đều dành cho nàng lần này xuống núi nhất định trên người không thiếu pháp bảo phòng thân mấy cái kiếm tu cảnh giới trúc cơ này tuyệt đối không thể gây thương tổn tới nàng ta Dịch huyền cắn răng không cho bản thân quỳ xuống, một tay nắm kiếm trống trên mặt đất, muốn đứng lên nhưng lại không thành công. Một kiếm tu đang bao vây bọn họ thấy thế thì cười lạnh một tiếng, giờ kiếm lên chém tới. Tiểu sư huynh, đôi mắt ninh thiển dao ngập nước, nôn nóng nhào tới trên người dịch huyền, muốn chắn kiếm cho hắn. Keng, lữ cửu đứng ở phía trước chắn lại một kiếm của kiếm tu đối diện, một kiếm tu khác thấy thế sông tới lại bị Diệp Tố chặn lại. Diệp Tố biết ngự kiếm nhưng lại không biết kiếm thuật nên căn bản không lấy ra kiếm dùng mà nàng chỉ là không ngừng dán kim cương phù lên người. Tốc độ huy kiếm của đối phương làm sao nhanh bằng tốc độ dán phù của nàng, đành trơ mắt nhìn nàng sông tới. Đầu ngón tay của Diệp Tố toát ra linh hỏa, đâm thẳng về phía đôi mắt của kiếm tu, đối phương theo bản năng ngửa người ra sau tránh đi, kết quả lại nghênh đón một trường của nàng. Kiếm tu cúi đầu nhìn lá phù trước ngực mình. Diệp tố liếc nhìn gã kiếm tu đã hôn mê ngã xuống đất, nói với ba người đang đứng vây xem, đập hắn. Minh lưu Sa, Tây Ngọc cùng hạ nhĩ tức khắc ùa lên như đàn ong vỡ tổ, dán phù, đánh người, cướp kiếm, phân công rất rõ ràng, thập phần thuần thục, phảng phất như đã làm trăm lần rồi vậy. Còn kiếm tu còn lại cảnh giới tuy rằng cao hơn lữ cửu một chút nhưng ra chiêu lại không tàn nhẫn bằng nàng nên dần dần rơi vào thế hạ phong. Diệp tố thừa cơ quang một tờ mê ngủ phù qua. Đại sư tỷ Ninh thiển giao đợi nửa ngày cũng không thấy kiếm chém xuống tới. Lại phát hiện thân thể nguyên bản cứng đờ của dịch huyền cũng dần thả lỏng lại. Nàng ta không khỏi quay đầu lại nhìn mới phát hiện bốn người thiên cơ môn tới. Đã lâu không gặp. Diệp Tố vẫy vẫy tay chào hỏi, quay đầu lại nói với ba người minh lưu xa, bảo vệ tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội. Hạ nhĩ tích cực hưởng ứng, tới ngay. Sau khi bọn họ tản ra, lữ cửu lơ đãng nhìn qua hai kiếm tu đang hôn mê, tức khắc trên lưng liền nổi lên mồ hôi lạnh, kiếm chính là bản mạng thứ hai của kiếm tu. Vậy mà hai tên kiếm tu mặt mũi bầm dập kia đã bị lấy mất kiếm thì chớ, kiếm còn bị luyện chế thành xiềng xích, trói gô bọn họ dưới mặt đất. Hiện giờ luyện khí sư đều biến thái như vậy sao? Tác giả có lời muốn nói. Diệp Tố, có sao? Không hề biến thái chút nào nha. Chương 13. Lập khế. Diệp Tố hai tay cầm lấy phù, lặng yên không một tiếng động hướng lên đài cao nhất, vòng ra sau lưng mấy tên kiếm tu, tuy bọn chúng đang bận đối phó vô âm tông nhưng muốn đồng thời làm chúng cùng chúng chiêu cũng không phải chuyện dễ dàng. Thế nên Diệp Tố lựa chọn ngự kiếm tiến lên, dùng tay giải phù, cái gì có thể không nhiều nhưng phù thì nàng không thiếu. Quả nhiên, mặc dù có Vô Âm Tông hấp dẫn phần lớn lực chú ý của đám kiếm tu, nhưng sau khi nàng ném phù ra lập tức liền có người phản ứng lại, quay đầu chém một nhát mê ngủ phù liền rách làm đôi. Bất quá phù được giải đầy trời, mấy tên kiếm tu đó còn phải đối phó với công kích từ Vô Âm Tông, không có cách nào chém được hết phù trong không trung chỉ cần có một lá phù dính lên người chúng thì liền có hiệu quả ngay tức khắc. Diệp tố thu kiếm, chậm rãi tiến tới mấy tên kiếm tu còn chưa ngã xuống, nàng vẫn như cũ dán kim cương phù lên người, tới gần bọn chúng, ném phù. Giải phù bằng cơm thế này có chút mệt, không bằng lần sau là một pháp khí có thể phun phù sẽ đỡ tốn sức hơn nhiều. Đại sư tỷ vừa ném phù vừa suy tư nghĩ. Diệp tố Tân Hâm khiếp sợ nhìn người đối diện. Hắn vẫn luôn nghĩ mấy người thiên cơ môn ngay cả linh thạch đi truyền tống trận còn không có mà muốn xuống núi rèn luyện thì chỉ có nước đi ăn xin. Vậy mà làm sao bọn họ lại có thể vào được bí cảnh, thậm chí còn có thể lấy ra nhiều phù như thế. Tân Huynh, đã lâu không gặp. Diệp Tố đứng trước tên kiếm tu đã hôn mê, tầm mắt dừng ở cột trụ trên đài. Trên đỉnh trụ có một khối hình vuông có đáy lõm vào một chút, có vẻ trước đó có vật gì đó đã được khảm vào nhưng đã bị người cầm đi. Người làm sao có thể? Tân hâm biểu tình phức tạp, nhiều phù như vậy nhất định đã tốn không ít linh thạch để mua vậy mà Diệp Tố lại nguyện ý cứu bọn họ. Phù rất đắt. Diệp Tố nghiêm túc nói, tốn nhiều phù như vậy để cứu vô âm tông đệ tử các ngươi, Tân Huynh, chi trả một chút chứ hà. Cảm xúc phức tạp của Tân Hâm trong nháy mắt liền tan biến thành mây khói, trong đầu chỉ còn bốn chữ to đùng, quả nhiên là vậy. Bí cảnh là địa phương nguy hiểm cỡ nào, vì cứu các ngươi mà ta đã dùng hết số phù chú bảo mệnh trên người. Diệp Tố chỉ chỉ vào hoàng bào tu sĩ đang ở phía dưới cố gắng chào bán lá phù cuối cùng. Tân huynh xem đi, người khác bán tới 200 trung phẩm linh thạch một tờ, ta chỉ lấy huynh 100 trung phẩm linh thạch một tờ thế nào? Thấy Tân Hâm trầm mặc không nói, Diệp Tố liền đổi lời, bất quá chúng ta tốt xấu cũng là tông môn hàng xóm, giảm giá tình nghĩa cho huynh, một tờ chỉ lấy 99 trung phẩm linh thạch. Vừa rồi ta dùng hơn 30 lá phù, tính huynh tròn 30 thôi, tổng cộng là 2970 trung phẩm linh thạch. Tân hâm nhìn nàng vẫn luôn đứng cạnh tên kiếm tu bị dính phù ngủ gục một bên, hắn rất khó để không hoài nghi chỉ cần hắn nói không đưa, dây tiếp theo diệp tố nhất định sẽ xé lá phù xuống ngay tắp lự trên người ta không có sẵn nhiều trung phẩm linh thạch như vậy. Tân hâm gian nan nói. Có bao nhiêu trước đưa bấy nhiêu, còn lại về sau trở lại tông môn trả cũng được. Diệp Tố chân thành nói, ta vẫn luôn khá là tin tưởng vô âm tông. Một lát sau, Tân hâm ném một túi linh thạch cho nàng, bên trong có một ngàn trung phẩm linh thạch. Diệp Tố mở ra nhìn thoáng một cái qua rồi không chút do dự cất vào túi chữ vật. Đại sư tỷ, Ninh Thiển Giao tiến lên, cắn môi khó xử nói, đây là toàn bộ số linh thạch mà vô âm tông đệ tử đem theo khi xuống núi rèn luyện, giờ tỷ cầm đi bọn họ liền không còn một chút linh thạch nào. Đệ tử vô âm tông không có linh thạch thì có liên quan gì đến đại sư tỷ? Minh Lưu Sa vừa đỡ dịch huyền vừa không âm không dương nói, vậy tiểu sư muội đưa một ngàn hạ phẩm linh thạch cho bọn hắn không phải là được rồi sao? Lữ cửu đứng cách đó không xa không rõ trạng huống như thế nào nên hỏi Tây Ngọc. Người mặc bạch ý kia chính là tiểu sư muội của tông môn các ngươi đúng không? Sao lại chỉ khuỷu tay ra ngoài vậy? Tây Ngọc nhún vai nói, tiểu sư muội trước giờ cứ vậy thôi. Thanh âm của nàng không quá lớn nhưng cũng đủ để dịch huyền đứng phía trước nghe được rõ ràng. Ở đằng trước, Ninh Thiển Giao vẫn đang không ngừng ra sức khuyên nhủ. Đại sư tỷ, vô âm tông từ trước đến nay vẫn luôn đối với thiền giao rất tốt. Diệp Tố liếc mắt nhìn tiểu sư muội một cái, lấy túi linh thạch từ túi chữ vật ra, thì ra số linh thạch này là toàn bộ gia sản khi xuống núi của các ngươi, Tân Huynh, một ngàn trung phẩm linh thạch này trả lại cho Huynh. Trên mặt Tân Hâm không có nửa điểm cao hứng, ngược lại hỏi, ngươi muốn thù lao bao nhiêu? Đều là hữu tông, nói gì mà trả thù lao bằng linh thạch, quá tục khí. Diệp Tố chậm rãi nói, trong thời gian 5 năm, năm tới, việc thiên cơ môn đệ tử đến vô âm tông tu luyện không được có người đứng giữa phá đám. Tân hâm nhíu mày, quả nhiên Diệp Tố đã sớm tính toán hết cả, hắn hít sâu một hơi nói, một năm, mỗi tháng 10 ngày. Ba năm, mỗi tháng 15 ngày. Diệp Tố để mũi chân ngay chỗ lá phù trên người tên kiếm tu đang bất tỉnh, dương mắt nhìn Tân Hâm. Tân Hâm, đây rõ ràng là trần trụi uy hiếp cuối cùng hắn chỉ có thể nói, được. Diệp Tố thả chân xuống, lập khế đi, lấy cảnh giới của tất cả vô âm tông đệ tử ở đây ra thề. Ở phù thế đại lục, một khi tu sĩ đã lập khế, nếu ngày sau sáu phạm khế ước thì nhất định sẽ bị tổn thương cảnh giới. Nếu vô âm tông dung túng để đệ tử quấy rối, không tuân thủ hiệp nghị giữa hai tông thì nàng muốn vô âm tông đệ tử phải trả giá đại giới. Còn về việc phải làm gì sau khi hết ba năm, bọn họ hẳn là sẽ lại có thể tìm ra một con đường kéo lông dê khác mà thôi. Sau khi lập khế xong thì trong lòng các đệ tử vô âm tông không khỏi sinh ra bất mãn với Ninh Thiển Giao. Chuyện này vốn chỉ cần chi ra linh thạch để giải quyết vậy mà bây giờ phải bồi vào cả cảnh giới của bản thân. Vừa rồi nàng ta không lên tiếng thì mọi chuyện đã kết thúc gọn gàng rồi. Trong huyệt động các bên loạn đánh nhau đến trời đất tối sầm nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện bốn phía không hề có thứ gì tốt, 10 cái dương thì 8 cái đã rỗng. Tân Huynh, các ngươi đã lấy hết đồ vật bên trong rồi à? Diệp Tố thuận miệng hỏi, xem bộ dáng bọn họ ở trên đài cao nhất, nhóm bọn họ hẳn là nhóm tiến vào đây đầu tiên. Tân Hâm đen mặt, vừa rồi mấy tên kiếm tu cũng cho là như vậy nên mới vây công bọn họ. Đại sư tỷ, khi chúng ta tiến vào thì nơi đây đã trống không rồi. Ninh Thiển Giao nhẹ giọng nói, bọn họ không chịu nghe chúng ta giải thích mà một hai muốn lục soát túi càn khôn của chúng ta. Ninh Thiển Giao nhìn như đang giải thích nhưng kỳ thật lại bẻ cong lời nói vừa rồi của Diệp Tố, đem Diệp Tố đánh đồng cùng với đám kiếm tu kia. Diệp Tố tất nhiên là nghe ra được nhưng cũng chẳng thèm để ý, đệ tử vô âm tông chán ghét nàng cũng không phải mới ngày một ngày hai, Thêm chút chuyện này cũng chẳng khác gì. Lữ Đạo Hữu, lối ra cảnh trung cảnh thường sẽ xuất hiện ở đâu? Diệp Tố quay đầu lại hỏi Lữ Cửu. Ta cũng là lần đầu tiên tiến vào cảnh trung cảnh. Lữ Cửu thấp giọng nói, còn tưởng mình phải chết ở trong này rồi. Cảnh trung cảnh đều do đại năng tạo ra, bên trong cực kỳ nguy hiểm, không phải là địa phương mà tu sĩ trúc cơ có thể bén mảng đến. Vậy mà nơi này lại cái gì cũng không có không có thiên tài địa bảo cũng chẳng có cao giai yêu thú. Khi mọi người vẫn đang tự hỏi thì huyệt động bỗng nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa, không ngừng sụp xuống, một mùi thơm lạ lùng lan đến. Chờ đến khi Diệp Tố hoàn hồn lại, mọi người xung quanh đều đã biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại một mảnh xương trắng. Nàng kêu to tên sư đệ sư muội nhưng không hề có bất luận lời đáp lại nào. Nàng đang ở trong ảo cảnh. Diệp Tố không có biện pháp phá giải, chỉ có thể chậm rãi đi về phía trước. Nàng không nhớ rõ bản thân đã đi bao lâu, bao xa, nhưng sương mù bên người đã dần dần tan, dần dần lộ ra một mảnh đại địa trống trải hoang vắng. Chân nàng đạp lên bùn đất màu đỏ đen, cúi đầu nhìn kỹ mới phát hiện màu đỏ thực ra lại là máu. Nàng lại ngẩng đầu nhìn lên rừng đá cao chót vót ở phía đằng xa. Diệp Tố khống chế không được chính mình tiếp tục đi về phía trước nàng loáng thoáng nhìn thấy trong rừng đá có một bóng người mặc huyền bào, dáng người thon gầy, có chút giống tiểu sư đệ. Nàng nhớ tới hoàn cảnh xung quanh nên không khỏi hô một tiếng, dịch huyền. Nàng vừa mới hô một tiếng đối phương bỗng nhiên liền xoay người lại, đáng tiếng Diệp Tố vẫn chưa nhìn thấy rõ người nọ trông như thế nào bởi vì dây tiếp theo nàng đã bị đánh hôn mê. Trong rừng đá, khi người mặc huyền bào xoay người lại, không khí lạnh lẽo bỗng chốc liền bị phá vỡ ánh sáng như có như không chiếu vào gương mặt như được thiên đạo chiếu cố kia hàng mi dài của hắn hơi chớp chân trần bước trên mặt đất nhưng lại không hề dính lên một chút xíu bùn đất nào rốt cuộc khi đi tới trước mặt diệp tố đang ngã trên mặt đất hắn khom lưng rỗi ngón tay chọc chọc vào mặt nàng có chút ghét bỏ nói phàm nhân gọi loạn gì đó tác giả có lời muốn nói con rắn nhỏ xú phàm nhân nhận sai ta thành ai đó Chương 14 Tu sĩ nghèo Tất cả mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết trong nháy mắt họ bị quăng ra ngoài, mắt to chừng mắt nhỏ với đám người đứng chờ bên ngoài bí cảnh. Sao lại thế này? Tại sao chúng ta lại ra được đây? Các tu sĩ loạn thành một đoàn, sôi nổi trâu đầu ghé tai thảo luận. Bí cảnh này có chút gì, mở ra trước thời gian nên hẳn là cũng kết thúc trước thời gian. Nhưng ta không hề nhìn thấy lối ra của nó. Ta cũng vậy. Nghe nói có bí cảnh nếu định cảnh chi bảo bị người lấy đi rồi thì sẽ tự động ném tu sĩ ra ngoài. Thanh âm của những người này không nhỏ. Ninh Thiển Giao đứng giữa các đệ tử vô âm tông âm thầm sờ sờ túi càn khôn của mình. Bên trong có một cái hộp nhỏ. Là lúc đó nàng ta nhân lúc mọi người không chú ý đã lấy đi từ hộp trên cột trụ trên đài cao nhất trong huyệt động. Chiếc hộp đó vừa nhìn đã thấy xa xỉ, nó là định cảnh chi bảo sao? Ninh Thiển Giao có chút khẩn trương vò vò góc áo, nàng ta không rõ lắm định cảnh chi bảo có tác dụng gì, nhưng tiềm thức của nàng ta mách bảo rằng nó nhất định là đồ tốt. Đại sư tỷ cùng tứ sư đệ đâu? Tây Ngọc nhíu mày nhìn bốn phía. Lữ cửu ngẩn người, Diệp Đạo Hữu vừa rồi vẫn còn ở bên cạnh ta, Minh Lưu Sa cúi đầu dùng truyền tin ngọc điệp liên hệ đại sư tỷ nhưng lại không thu được lời đáp lại nào, hắn ngẩng đầu lên nói với Tây Ngọc, "Để ta đi tìm." Hắn đi khắp nơi xung quanh bí cảnh nhưng không thấy bóng dáng Diệp Tố đâu, chỉ từ trong đám người mang về được Hạ Nhĩ. Lúc trước khi bọn họ đang nói chuyện thì Hạ Nhĩ chạy xuống đi nhặt thi thể yêu thú nên sau khi bị ném ra khỏi bí cảnh bọn họ không ở cùng một chỗ ba người một lần nữa tụ lại nhưng trên nét mặt lại không buông lòng hơn chút nào đại sư tỷ có phải vẫn còn kẹt lại trong bí cảnh không hạ nhĩ nôn nóng hỏi chúng ta có thể đi vào lại trong đó không tân hâm tuy rằng chán ghét mấy người thiên cơ môn này nhưng vẫn mở miệng trả lời nếu định cảnh chi bảo đã bị người cầm đi thì bí cảnh sẽ không mở ra nữa diệp tố chỉ còn một con đường chết tây ngọc tức khắc nhíu mày quát nói hưu nói vượn ba người rõ ràng không biết nên làm sao, phân công nhau lại một lần nữa đi xung quanh tìm đại sư tỷ. Tây Ngọc, muội lưu lại đây chiếu cố tiểu sư đệ, ta cùng hạ nhĩ lại đi tìm đại sư tỷ. Diệp Tố không có ở đây, Minh Lưu xa chỉ có thể gánh vác trách nhiệm của nhị sư huynh. Hắn lấy ra từ trong túi càn khôn một bình đan dược chữa thương đưa cho dịch huyền. Đây là đại sư tỷ đã dùng linh thạch mua cho bọn họ mỗi người hai bình vào buổi tối trước ngày đến bí cảnh nói là đây là lần đầu tiên đi vào bí cảnh sợ bọn họ sẽ bị thương dịch huyền rũ mắt nhìn bình đan dược trong tay hắn muốn mở miệng nói cùng đi tìm với bọn họ nhưng cuối cùng lời nói ra lại thành không cần các người chiếu cố ngữ khí của hắn đông cứng người bình thường nghe thấy nhất định đều sẽ cho rằng hắn đang ghét bỏ minh lưu sa chỉ làm như không nghe thấy đại sư tỷ đã sớm nói qua tiểu sư đệ uổng có mỹ mạo nhưng đầu óc lại bệnh không nhẹ ta cũng đi tìm Diệp đạo hữu. Nhìn Minh Lưu Sa cùng Hạ Nhĩ đều chạy nhanh đi rồi, Lữ Cửu nói. Tuy rằng ở bí cảnh lần này không thu hoạch được gì lớn nhưng có thể quen biết bọn họ cũng coi như có duyên. Tây Ngọc nói với nàng, "Đa tạ." Lữ Cửu vẫy vẫy tay, biến mất trong đám người. Tiểu sư đệ cả người là vết thương, Tây Ngọc tuy rằng trong lòng lo lắng đại sư tỷ nhưng vẫn đỡ hắn ngồi xuống dựa vào thân cây giúp hắn uống đan dược chữa thương các ngươi vì sao lại tiến vào bí cảnh dịch huyền hỏi bởi vì mất máu quá nhiều nên mặt của hắn tái nhợt dị thường làm nốt ruồi đỏ giữa mày càng thêm diễm lệ trong bí cảnh có linh khí tây ngọc không ngừng nhìn về phía đám người lúc này lục tục đã có người rời đi chúng ta đều đã trúc cơ dịch huyền lúc này mới phát hiện tây ngọc đã trúc cơ thành công tân sư huynh các huynh có thể hỗ trợ cùng tìm đại sư tỷ của ta được không? Ninh thiển giao cắn môi dưới, vẻ mặt sắp khóc đến nơi, lại còn cẩn thận nhìn nhìn về phía Tây Ngọc, đại sư tỷ không còn nữa mọi người sẽ rất thương tâm. Tai họa sống ngàn năm, Diệp Tố làm sao có thể dễ dàng xảy ra chuyện như vậy? Tân hâm nhớ tới Diệp Tố liền tức giận, quay qua phân phó các đệ tử vô âm tông khác, tản đi giúp tìm một chút, một canh giờ sau lại hội hợp ở đây. Ninh Thiển Giao cũng nói muốn đi tìm Diệp Tố, nàng ta đầu tiên cũng hòa vào đám người đi tìm, nhưng lại thừa dịp không ai để ý lẻn sang một phương hướng khác, đi đến một nơi hẻo lánh. Nàng ta thật cẩn thận lấy hộp nhỏ kia ra từ trong túi càn khôn, Ninh Thiển Giao cảm thấy hồi hộp như muốn ngừng thở, đây chính là định cảnh chi bảo sao. Nàng ta nhịn xuống kích động, chậm rãi mở hộp ra, nàng ta muốn biết bên trong là bảo bối gì nhưng sau khi nhìn thấy rõ bên trong hộp sắc mặt ninh thiển giao dần dần trở nên khó coi cuối cùng nàng ta tức giận quăng hộp xuống đất bí cảnh vốn dĩ rất ồn ào náo động nay lại lại trở nên dị thường an tĩnh du phục thời một tay chống cầm nhìn người đang ngủ say trên mặt đất lúc trước hắn gửi được hương vị của cao giai yêu thú nên liền thuận thế tiến vào bí cảnh hắn vơ vét toàn bộ đồ vật mà hắn thuận mắt còn những cao giai yêu thú cũng sớm biến thành chất dinh dưỡng của hắn. Bởi vì động vào định cảnh chi bảo nên du phục thời mới bị kéo vào trong ảo cảnh này, hắn cũng không sốt ruột đi ra ngoài, ngược lại còn đi dạo hồi lâu trong ảo cảnh. Bất quá những rừng đá đó xem lâu lại khiến hắn váng đầu bực bội, hắn tùy tiện vung tay phá hủy bí cảnh, làm những tu sĩ bên ngoài ảo cảnh trong nháy mắt bị bắn ra ngoài bí cảnh, còn người này thì hẳn là khi hắn phá hủy bí cảnh sinh ra một khe nứt kéo nàng tiến vào ảo cảnh này. Dù phục thời bỗng nhiên cúi người, tóc dài màu đen phiêu tán trên cổ Diệp Tố, gây ra một cảnh tượng ái muội không thôi. Tuy nhiên một người không để ý một người đang mất ý thức, xung quanh lại chỉ có rừng đá cao ngất san sát nhau, chẳng ai nhìn thấy được. Hắn nhẹ nhàng ngửi ngửi hương vị trên người nàng, cảm thấy có chút quen thuộc. Không quen biết, Du Phục thời kéo kéo trên quần áo trên người nàng, có chút quen mắt nhưng cũng lại hoàn toàn không có ấn tượng gì. Nghĩ không ra hắn liền không nghĩ, ngồi dậy không nhìn chằm chằm Diệp Tố đang nằm trên mặt đất nữa, hắn thưởng thức hạt châu trong tay, đây là đồ vật mà lúc trước hắn lấy ra được từ trong một cái hộp nhỏ. Nguyên bản hạt châu trong sáng nay lại được ngón tay thon dài của hắn cầm lấy càng hiện lên một mỹ cảm kỳ dị. Nhưng chỉ chơi một lát Du Phục thời lại chán hắn lười nhác dựa vào trên người của người đang nằm trên mặt đất tò mò gỡ xuống túi càn khôn của nàng đầu ngón tay nhẹ điểm lên cấm chế bên trong đây là một tu sĩ nghèo trong túi càn khôn không hề có một thứ gì tốt cả dù phục thời buồn chán tùy tay đem hạt châu đã chơi chán ném vào túi càn khôn của nàng lại đem túi càn khôn trả lại cho người nằm trên mặt đất bí cảnh bên ngoài đã bị hủy địa phương này hẳn là không bao lâu nữa cũng sẽ tiêu tán còn tu sĩ nghèo này tự nhiên lúc đó cũng sẽ bị bắn ra ngoài thôi. Hắn nên đi tìm người tính sổ thôi. Du phục thời đứng dậy, nháy mắt hóa thành một luồng ánh sáng, biến mất tâm. Đến khi Diệp Tố mở mắt tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng chính là một không trung đỏ như máu, nàng nhíu mày ngồi dậy, lòng bàn tay trống trên mặt đất có thể cảm nhận được bùn đất mềm mại dính nhớp. Diệp Tố giơ tay lên nhìn nhưng lại không thấy dính chút dơ bẩn nào. Nàng theo bản năng đứng lên thì lúc này túi cản khôn từ trên người nàng rơi trên mặt đất. Diệp Tố nhặt lên đeo lại vào bên hông, không phát hiện điểm dị thường nào. Nàng nhớ rõ trước khi té xỉu đã nhìn thấy một bóng dáng giống tiểu sư đệ nhưng hiện tại địa phương này tựa hồ chỉ có một mình nàng. Nơi này hẳn là một ảo cảnh nào đó, thị giác, xúc giác, thậm chí khưu giác đều chân thật vô cùng nhưng lại không tác động gì đến thân thể cả. Diệp Tố rốt cuộc đi vào rừng đá cao chót vót, nàng dừng lại trước một một khối đá cao, ngửa đầu nhìn lên, trên khối đá có khắc hoa văn phức tạp đến cực điểm, nhìn chằm chằm hồi lâu sẽ bị đầu choáng mắt hoa. Tuy nhiên Diệp Tố nhìn lâu thì lại thấy hoa văn trên đá ngược lại càng lúc càng rõ ràng nàng nhìn không ra tới đây là hoa văn gì nhưng vô ý thức ghi tạc những thứ này vào trong đầu đi một vòng rừng đá diệp tố ghi nhớ hết hoa văn trên mỗi khối đá nhưng vẫn như cũ không tìm được lối ra khỏi ảo cảnh nàng không thể cứ vậy mà chết ở đây được các sư đệ sư muội không biết ra sao rồi diệp tố thậm chí còn bò lên trên khối đá cao nàng muốn nhìn toàn cục xung quanh để tìm lối ra khỏi bí cảnh nhưng mà nàng không thấy được cái gì chỉ nhìn thấy, đó là cái gì? Diệp Tố chỉ mới phát hiện vị trí của các khối đá trong rừng đá có chút dị thường, tựa hồ ẩn chứa cái gì đó, nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ rõ ràng thì dây tiếp theo cả người nàng đã bị bắn ra ngoài. Lúc đi vào đột nhiên, lúc đi ra cũng đột nhiên. Diệp Tố cảm thấy có chút hoa mắt, còn chưa kịp nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh thì bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói có chút mỏi mệt nhưng tràn đầy hưng phấn. Đại sư Tỷ. Hạ Nhĩ, khi Diệp Tố định hình được hoàn cảnh xung quanh nàng xoa xoa thái dương, chỉ có một mình đệ ra khỏi bí cảnh thôi sao? Còn những người khác đâu? Nhị sư huynh cùng Tam sư Tỷ đi về hướng năm và bắc, tiểu sư đệ ở phía tây, đệ thì chờ ở phía đông. Đôi mắt Hạ Nhĩ đỏ lên, nếu không phải sư phụ gửi thư nói mệnh bài của Tỷ vẫn còn nguyên vẹn thì chúng ta đã Diệp tố rốt cuộc phát hiện ra điểm không đúng lắm. Các đệ đều đã ra tới ở bên ngoài này chờ ta. Hạ Nhĩ dùng sức gật đầu. Nhị sư huynh bảo chúng ta bán hết toàn bộ yêu thú rồi phân linh thạch với Lữ đạo hiễu. Lữ đạo hiễu còn ở lại Định Hải thành một tháng giúp chúng ta tìm Đại sư tỷ. Về sau nhị sư huynh nói không thể chậm trễ nàng lịch luyện gia tăng cảnh giới nên khuyên Lữ đạo hữu đi rồi. Các đệ ra tới một tháng rồi diệp tố bắt được một chút tin tức từ trong lời nói của hắn hạ nhĩ lắc đầu đại sư tỷ tỷ biến mất gần ba tháng rồi tiểu sư muội cũng rời đi với người của vô âm tông rồi diệp tố nhíu mày nàng ở trong rừng đá cảm thấy thời gian bất quá cũng chỉ vài ngày mà thôi thế nào mà bên ngoài này đã trôi qua gần ba tháng nhị sư huynh đại sư tỷ đã trở lại tam sư tỷ đại sư tỷ đã trở lại tiểu sư đệ đại sư tỷ đã trở lại. Hạ nhĩ dùng truyền tin Ngọc Điệp liên tiếp phát đi ba tin nhắn. Diệp tố, sao nghe giống lúc chư bát giới kêu sư phụ bị bắt đi rồi quá vậy? Đại sư tỷ, chỉ một lúc sau liền nghe thấy thanh âm của Tây Ngọc truyền tới từ xa. Bất quá người tới nhanh nhất là tiểu sư đệ biết ngự kiếm. Tiểu sư đệ, ngươi không đi cùng tiểu sư muối. Diệp tố hơi kinh ngạc. Dịch Huyền mặt vô biểu tình nói: Ta không phải người vô âm tông. Đại sư tỷ Minh Lưu Sa cũng đã quay lại. Diệp Tố bỗng nhớ tới một chuyện, hỏi Hạ Nhĩ đệ vừa rồi nói các đệ đã ra khỏi bí cảnh gần ba tháng. Hôm nay là ngày mấy? Danh sách sơ thí của Phá Nguyên môn đã công bố chưa? Hạ Nhĩ Minh Lưu Sa cùng Tây Ngọc ba mặt nhìn nhau, tâm tư của bọn họ đều đặt trên việc tìm kiếm Đại sư Thỉ căn bản không hề nhớ tới chuyện này. Hình như, tựa hồ chính là hôm nay, Tây Ngọc phảng phất bị Minh Lưu Sa lây bệnh, ấp a ấp úng nói. Ngày danh sách sơ thí được công bố, luyện khí sư phải đến báo danh và tiến vào phá nguyên môn. Nếu người có tên trong danh sách không đến báo danh thì danh ngạch đó sẽ bị hủy bỏ. Còn thất thần làm gì? Diệp Tố lấy ra kiếm, mau lên đây! Tây Ngọc cùng Hạ Nhĩ vội vàng bước lên bọn họ đã chúc cơ, lại từng quá giang kiếm của tiểu sư đệ nên hiện giờ cuối cùng đã có thể thuần thục đứng trên thân kiếm. Dịch huyền cũng không nói lời nào triệu hồi kiếm rồi nhảy lên, sau đó giơ tay với nhị sư huynh đang đứng trên mặt đất. Minh Lưu Sa nắm lấy tay dịch huyền tay, mượn lực bước lên thân kiếm, vào thời khắc mấu chốt tốc độ nói của hắn cũng nhanh lên, tiểu sư đệ, chạy nhanh lên. Tác giả có lời muốn nói. Con rắn nhỏ, nàng ấy có cái túi đựng rác nên ta sẵn đem đồ không cần nữa cũng ném vào trong đó